Tình thương vô điều kiện, loài vật dành cho Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ngày 30 tháng 3 năm 2020. Kính chào sư phụ, kính chào sư phụ, kính chào sư phụ. Quý vị nghe tôi nói không? Chào nghe thấy sư phụ, chào Ngài. Cảm ơn quý vị. Điện thoại nghe tốt hả? Dạ, sư phụ nghe tốt. Quý vị ngồi thiền nhiều hơn chút vào thời gian này. Nếu được, bất cứ lúc nào có thể. Dạ, sư phụ. Thời điểm này hơi khó khăn cho thế giới chúng ta. Dạ, sư phụ. Mọi chuyện vẫn bình thường chứ? Dạ, sư phụ. Tôi khá bận rộn. Dạ, sư phụ. Dạ, sư phụ. Nếu quý vị bận rộn thì quý vị biết là tôi cũng bận. Dạ, sư phụ. Vì chúng ta cùng nhau làm việc, quý vị biết mà. Dạ, sư phụ. Chúng con rất vui và biết ơn sư phụ dành thời gian gọi điện thoại và chúng ta có thể chia sẻ giây phút này thưa sư phụ. Cảm ơn Ngài rất nhiều. Chúng con biết Ngài đang bế quan và Ngài đang làm việc rất vất vả cũng như thiền rất nhiều thưa sư phụ. Vậy xin mọi thứ, thậm chí Ngài không, chúng ta đã làm việc vất vả. Dạ thưa sư phụ, không chỉ riêng tôi. Dạ, quý vị cũng làm việc rất vất vả và tôi cảm tạ Thượng Đế là có quý vị ở đó và chúng ta có thể cùng nhau làm việc. Cảm ơn sư phụ. Chúng con rất hạnh phúc được làm việc cùng sư phụ. Đó hẳn là sứ mệnh của quý vị. Dạ sư phụ. Con rất biết ơn Ngài. Thưa sư phụ. Được rồi, còn điều gì khác quý vị muốn nói với tôi không? Dạ có. Thưa sư phụ, chúng con thật cảm động bởi tất cả những điều gần đây sư phụ chia sẻ trong các thông điệp khẩn cấp gửi đến thế giới, các nhà lãnh đạo tôn giáo, những vị có trách nhiệm chăm lo cho rất nhiều người. Ngài đã dành thời gian để nói chuyện với họ, thưa sư phụ, và Ngài đã chia sẻ rất nhiều điều. Và nếu sư phụ có thêm thông tin hoặc điều gì mới, Ngài có lẽ đã khám phá trong thiền định mà có thể chia sẻ với thế giới, chúng con sẽ rất trân quý và vui mừng lắm nghe. Được, được chứ. Quý vị muốn biết về điều gì thì tôi có thể nói cho quý vị biết. Thưa, có điều gì mới mà Ngài đã khám phá trong kỳ bế quan dài này không ạ? Ngài hẳn đã làm việc rất cực nhọc để sửa chữa và thăng hoa thế giới càng nhanh càng tốt. Dạ thưa, có điều gì mới mà Ngài đã tìm thấy không ạ? À, có và không còn tùy vào con người lúc này. Vì bây giờ nghiệp chướng quá nặng nề rồi, nghiệp đã tích lũy quá lâu rồi và không thấy có nhiều dấu hiệu hối cải cho lắm. Cho nên tôi vẫn đang đợi. Dĩ nhiên nếu nhân loại thay đổi thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn và mọi thứ sẽ thay đổi. Dạ sư phụ, dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra làm ảnh hưởng toàn thế giới mà chưa từng thấy trước đây. Nhưng dường như không ai thật sự nhận ra giải pháp. Và nếu giả sử như toàn thế giới ăn thần chay ngay lập tức, thì virus sẽ biến mất nhanh đến thế nào? Rất nhanh. Nhưng con người, họ đang nỗ lực tìm những giải pháp mà không phải ăn thần chay. Dạ, sư phụ. Họ cũng có thể tìm ra được gì đó. Có thể. Nhưng tôi không muốn nói gì cả. Dạ, sư phụ. Bởi vì họ sẽ dựa vào đó, rồi họ sẽ không sám hối, và mọi chuyện sẽ quay trở lại con số 0 lần nữa, và sẽ có virus khác nữa. Quý vị hiểu không? Dạ, hiểu thưa sư phụ. Sẽ có những vấn đề khác xảy ra sau này. Điều quan trọng nhất là con người phải quay về với bản chất thương yêu nguyên thủy của họ, chứ không chỉ dựa vào thuốc men, phát minh và những thứ như thế. Dạ, sư phụ. Những thứ này chỉ nhất thời. Dạ, sư phụ. Chúng ta cũng đã thấy nhiều biến đổi khí hậu, như khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng hơn. Đây có phải như là giai đoạn cuối cho tất cả khủng hoảng khí hậu này? Chúng ta phải có hy vọng. Dạ, sư phụ. Chúng ta phải có hy vọng và chúng ta phải cầu nguyện. Còn nếu như tình trạng đi xuống, thì nó đi xuống thôi. Dạ, sư phụ. Và tất cả chúng ta đi lên. Chỉ có điều tôi thấy tiếc cho con người và chúng sinh khác vẫn chưa hiểu. Với chúng ta thì không có vấn đề gì, hiểu không? Dạ, sư phụ. Với quý vị, với tôi thì không sao. Chúng ta chỉ thay đổi nơi ở, thay quần áo, thay hình dáng, nhưng không có gì khác sẽ xảy ra. Cảm ơn sư phụ. Dạ, sư phụ. Không gì xấu sẽ xảy ra cho chúng ta sẽ về nhà. Cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ, vào lúc khủng hoảng dịch COVID-19 này, người dân đang cách ly ở nhà. Sư phụ có lời nào chia sẻ với mọi người không ạ? À, tốt hơn là nên ở nhà như chính phủ đã quy định. Dạ, sư phụ. Và tôi cũng đã cho quý vị biết phải làm gì rồi để bảo vệ mình nếu phải đi ra ngoài. Dạ, sư phụ. Cảm ơn sư phụ.
Lưu ý vệ sinh chung từ sư phụ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Những lưu ý này chi tiết hơn vì đại dịch COVID-19. Ban đầu, những lưu ý này dành cho chúng tôi, nhưng sư phụ yêu cầu chúng tôi chia sẻ với công chúng. Đội mũ, đeo khẩu trang, găng tay, kính bảo hộ khi ra ngoài, mang mặt nạ bảo vệ mặt nếu có, giống như mặt nạ của thợ hàng, hoặc nón bảo hiểm có kính che mặt. Không chạm tay vào vùng phía trên cổ nếu thấy ngứa, gãi bằng que nhỏ, sạch hoặc dụng cụ tương tự. Tắm gội từ đầu đến chân và giặt quần áo với nước nóng sau khi đi đến các khu vực công cộng hoặc mua sắm, v.v. Vệ sinh găng tay và xịt quần áo với giấm cồn y tế, chất khử trùng trước khi vào lại xe. Rửa tay thường xuyên, dán ghi chú rửa tay để nhắc nhở mọi người, dùng 100% giấm hoặc cồn để lau bề mặt những thứ người ngoài đụng vào sau khi họ rời đi. Dùng thiết bị tia UV để vệ sinh bát đĩa hoặc dùng nước nóng cho lần rửa cuối. Nhớ phải dùng xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy, v.v. Và nước tẩy rửa để vệ sinh sao cho phù hợp, nước ấm thôi thì chưa đủ. Lau chùi tất cả đồ tạp hóa kiện hàng từ bên ngoài với 100% giấm nguyên chất, cồn y tế, nước khử trùng. Vứt bỏ bao bì hoặc túi đựng hoặc lau các túi này nếu tái sử dụng. Để túi mua sắm dưới nắng mặt trời càng lâu càng tốt trước khi tái sử dụng. Khi mua các mặt hàng mới từ bên ngoài, trước tiên lau bằng găng tay với 100% giấm, rồi lau lại bằng nước nóng, bỏ găng tay đi. Sau đó có thể dùng găng tay trong nhà. Giữ khoảng cách với người khác khi ra ngoài, mua sắm giữ khoảng cách tối thiểu 3 mét nếu được. Trong thời gian mắc dịch và hoặc đại dịch, ngồi thiền tại nhà, không đi cộng tu. Khi một bệnh truyền nhiễm đang lây lan rộng, ít nhất tránh ăn đồ sống, chẳng hạn vậy. Cà chua, xà lách, tráng bằng nước sôi trước khi ăn. Trong tình trạng bình thường, sử dụng nước, rửa trái cây và rau củ thiên nhiên để rửa rau củ hoặc ngâm chúng trong nước muối, ít nhất 5 phút. Sau đó rửa rau củ dưới nước vòi và rửa sạch lần cuối bằng nước lọc. Không tái sử dụng quá nhiều lần găng tay, dùng một lần vứt bỏ găng tay bẩn đi. Nếu không bẩn, có thể giặt găng tay với xà phòng bằng nước nóng trước khi tái sử dụng. Khi đi ra ngoài, phải đeo khẩu trang tốt, khẩu trang dày. Khi về nhà, hãy vứt bỏ khẩu trang này đi. Nếu phải tái sử dụng, giặt chúng với nước nóng và chất tẩy rửa. Khi đi ra ngoài, phải đeo găng tay, đừng chạm tay lên mặt. Sử dụng khăn giấy nếu có, để che khi hắt hơi, ho, hoặc dùng khuỷu tay che, không dùng bàn tay. Khi về nhà, rửa tay hoặc vệ sinh bàn tay trước khi vào phòng, trước khi chạm vào cửa nhà, cửa công cộng, nhà bếp, v.v. Đặt xà phòng bên ngoài nơi có chậu vòi nước. Khi ra ngoài, hãy mang theo giấm xịt nguyên chất, mua một ít nước rửa tay và để trong xe, chuẩn bị thêm một đôi găng tay trong túi, vứt bỏ găng tay bẩn dùng để chạm vào những thứ bên ngoài. Nếu đang ở ngoài đường và nghi ngờ bị người khác chạm vào, hãy tự lau mình, quần áo bằng cồn, chất khử trùng, giấm nguyên chất, cộng khăn giấy. Lau sạch vô lăng, tháo găng tay đã sử dụng bên ngoài trước khi chạm vào vô lăng và những thứ khác. Vì đã sử dụng găng tay để chạm vào những thứ bên ngoài, nên bỏ găng tay đi trước khi chạm vào vô lăng, v.v. Hoặc ít nhất vệ sinh găng tay trước. Khi trở về nhà, phải tắm gội từ đầu đến chân, thay quần áo mới. Giặt quần áo và phơi khô quần áo dưới nắng mặt trời không chỉ phụ thuộc vào máy sấy quần áo. Vì mặt trời diệt vi trùng, hoặc phơi khô quần áo nơi có không khí trong lành. Ra ngoài không khí trong lành, ánh nắng một lần một ngày hoặc nhiều hơn. Có thể tập thể dục như hít đất, tập thể dục nhịp điệu, nhảy dây, không cần trang thiết bị và nhanh gọn một lần một ngày. Dọn dẹp vệ sinh môi trường bên ngoài để vận động và hít thở không khí trong lành. Giày dép đi ngoài đường để ngoài phòng và dưới nắng mặt trời, không mang giày dép vào trong nhà. Tốt hơn là dùng dép đi trong nhà. Giặt giày dép thường xuyên như quần áo. Đây không phải là hướng dẫn đầy đủ. Quý vị phải xử lý theo tùy trường hợp và yêu cầu trợ giúp y tế nếu cần. Là vấn đề vật chất, nên chúng ta phải dùng phương tiện vật chất. Ôi, những con người đáng thương. Bây giờ họ cảm thấy rất sợ hãi. Dạ. Tôi không nhớ lúc có dịch SARS hoặc cúm gia cầm. Tôi không nghĩ mọi người bị cách ly ở nhà như thế, có không? Đây là lần đầu tiên. Phải, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên xảy ra mà mọi người phải cách ly ở nhà. Dạ, sư phụ. Vì vậy, bây giờ tôi đoán là tất cả thành phố đều vắng tanh và nhiều tòa nhà trông như mấy phố ma. Tương tự như vậy. Dạ, sư phụ, quả thật như vậy. Những con người đáng thương biết làm gì đây? Đây mới chỉ là một trong các dấu hiệu cảnh báo, nhưng mọi người vẫn không nghe. Tôi nghĩ rằng các chính phủ và các nhà lãnh đạo tôn giáo phải thực hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ hơn, phải có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa.
Chắc chắn rồi, thưa sư phụ. Đối với mọi người, chỉ cần quay lại với bản chất thương yêu nguyên thủy của họ, không ăn thịt nữa, không tàn sát những chúng sinh vô tội và bất lực nữa, không tra tấn họ, nghĩa là thú vật như vậy nữa. Dạ, sư phụ, chết không phải là vấn đề. Sớm muộn gì chúng ta cũng chết. Chỉ có điều là cách họ tra tấn loài vật. Dạ, sư phụ, và cách họ giết thú vật thật khủng khiếp cho thiên địa chứng kiến cảnh này. Thưa sư phụ, tất cả các bệnh truyền nhiễm đây đều là do từ động vật sang con người vì hành động ăn thịt của con người. Đúng vậy, tất cả bệnh sát, MERS, cúm lợn, cúm gia cầm và COVID-19, virus corona này, đúng vậy, dịch bệnh này được cho là truyền từ một số người ăn thịt động vật hoang dã. Dạ, sư phụ. Và rồi nó lây truyền sang các động vật khác và do đó truyền sang con người. Rồi bây giờ thậm chí một số động vật bị lây nhiễm cũng bị nhiễm bệnh. Điều đó thật kinh khủng bởi vì nếu động vật họ chạy nhảy khắp nơi và truyền cho động vật khác thì tôi không biết chúng ta trốn đi đâu đây. Dạ, sư phụ. Không biết chúng ta trốn thoát cách nào. Dạ, sư phụ. Dù cách ly hay không, gần đây có rất nhiều động vật cây cối và khu rừng đã hy sinh chết thay cho con người. Cho nên chúng ta mới còn ở đây. Ôi sư phụ, cảm ơn Ngài. Nhưng đó là sự khác biệt giữa hy sinh tự nguyện và cái chết bị cưỡng ép với kiểu giết hại và tàn sát tàn bạo và dã man đến vậy. Thật kinh khủng là con người làm điều đó, bởi vì họ sẽ nhận lại sự đối xử tương tự. Chỉ có điều, con người sẽ nhận lại gấp bội và gấp bội phần đau khổ so với những gì họ gây ra cho động vật ngay lúc này. Gần đây có nhiều vụ cháy rừng và hàng tỷ động vật đã chết. Họ đã làm điều đó một cách tình nguyện, chỉ để hy sinh cho nhân loại. Để chúng ta có thời gian, có thêm thời gian để thức tỉnh, tôi đã cầu xin họ. Nhưng tôi không nghĩ họ sẽ hy sinh theo cách này. Tôi chỉ muốn xin họ rằng, đừng trả thù con người. Hãy bảo vệ con người bởi vì con người lầm lạc. Họ bị đầu độc bởi đủ thứ thói quen và ảnh hưởng của ma quỷ. Vì vậy mà tôi cầu xin thiên nhiên, xin hãy khoan dung. Hãy bảo vệ con người, nhưng tôi không nghĩ rằng họ bảo vệ con người theo cách này, bằng cách hy sinh tới hàng tỷ mạng sống họ. Cây cối và động vật họ đã làm thế đó. Nếu không, sẽ có nhiều người chết hơn. Thay vì con người chết hoặc bị hủy diệt, động vật, cây cối, núi non và tất cả chúng sanh họ hy sinh thay cho con người. Này đại địa, xin bớt cơn quằn quại, cho lễ này cũng cạn với đêm thâu. Này biển hồ, hãy đừng với sóng nhạc, cho con người còn hy vọng ngày sau. Này sinh linh, hãy ngậm cười chín suối, dù không lời chăn trỗi lục chia ly, cho tim ta mau giảm phần nức nở chờ nhân gian sám hối kiếp châu kỳ. Này rừng thẳm, hãy gắng gìn bản thể, chở che cho nhân loại phút mê lầm. Hãy nhận lấy trong ta nghìn giọt lệ, để vun bồi cây lá rễ hùng lâm.
Nếu họ hy sinh, tất nhiên vì hy sinh đó sẽ hữu ích, nhưng nếu chúng ta buộc họ phải chết hoặc giết họ để hiến tế thì lại khác, điều đó không tốt. Điều đó chỉ khiến chúng ta thêm nghiệp chướng nặng nề. Dạ hiểu thưa sư phụ. Trong vài tuần qua, thế giới đã cầu nguyện cho thế giới thuần chay. Sư phụ có thể chia sẻ hiệu quả tích cực của sự cầu nguyện này. Cảm ơn sư phụ. Có tác dụng phần nào, nhưng không phải cả thế giới cầu nguyện và không sám hối trong tâm và không thay đổi lối sống của họ. Những con số không đủ lớn. Dạ, dạ hiểu sư phụ. Tâm họ phải chân thành và khiêm tốn. Không chỉ sám hối bên ngoài hoặc lễ bái hay gì hết. Thượng Đế không bị dối gạt đâu. Dạ, sư phụ. Ngay cả loài vật họ nhìn thấu chúng ta. Loài vật họ quan sát, họ biết mọi điều. Như tôi đã kể về chú nhện, tôi không biết rằng họ quan sát rõ ràng đến vậy. Họ nói với tôi vì tôi quá từ ái nên họ muốn giúp tôi. Ngay cả đêm qua, tôi đã thức dậy và thấy hai chú nhện nhỏ đã vào trong nhà bởi vì chú nhện lớn không thể vào được nữa. Tôi đã bịt một số lỗ hổng nên tôi đoán là chú nhện lớn không chưa vào được. Vì vậy, họ đã gửi những chú nhện nhỏ hơn. Hai chú nhện đi vào, tôi nói, này, các con đang làm gì đây vậy? Có thêm tin gì mới hay điều gì mới sao? Họ nói, dạ không, chúng con chỉ muốn dệt một cái mạng bảo vệ cho ngài. Trời ơi, tim tôi như tan chảy, tôi nói, thôi, các con không cần phải làm gì cho ta cả. Làm ơn đi các con nhỏ bé như vậy, lo bảo vệ bản thân là được rồi. Nhưng họ vẫn cứ làm. Dạ, sư phụ. Khi tôi mới đến đạo tràng miền đất mới, các đồng tu dành một nơi cho tôi và những ma quỷ phủ định đã từng ở đó trước đây bởi vì suốt mười mấy năm không ai sống ở đó. Và ma quỷ nghĩ chúng tôi xâm chiếm lãnh thổ của chúng, nên chúng gây rắc rối. Vì vậy, những chú chim đã đến. Tôi chưa bao giờ thấy chim đến cùng lúc nhiều như vậy. Và họ hót thật lớn, thật hay. Họ nói với tôi là họ đang làm một số việc bí mật. Tôi không thể kể cho quý vị, nhưng họ đã bí mật làm phương cách nào đó để bảo vệ tôi khỏi những ma quỷ này. Rồi sóc cũng đến và chúc tôi an lành. Họ chúc tôi được tự do, hạnh phúc, an toàn và bình yên. Và những chú khỉ, tôi cũng hỏi họ, sao các con tốt quá? Mỗi khi thấy ta, các con đều nói chúc lành. Dạ, sư phụ. Họ nói hú hú, đó có nghĩa là chúc lành, chúc lành. Dạ, sư phụ. Họ nói chúc ngài mạnh khỏe trong ngôn ngữ của chúng ta, nhưng ngôn ngữ của họ ngắn hơn, họ không nói nhiều, ngoài trừ ở bên trong. Từ vựng về mặt vật chất có thể ngắn nhưng bên trong, họ diễn đạt thông tin bằng tiếng Anh thật hoàn hảo. Tiếng Anh của họ còn hay hơn của tôi nữa. Cứ thấy họ nói rất nhanh, mà không phải suy nghĩ hoặc viết ra hay gì hết thì biết. Tôi hỏi chú khỉ sao con tốt bụng tử tế đến vậy? Mỗi khi thấy ta, con cứ cúi đầu và nói, chúc ngài mạnh khỏe, tại sao vậy? Và họ trả lời tôi, vì ngài là đáng xứng đáng. Tôi nói, ai bảo các con điều đó? Họ nói rằng chúng con biết. Tất cả loài vật đều biết. Tất cả loài vật đều biết thì sư phụ, chúng ta thật xấu hổ nếu chúng ta làm sai. Không chỉ thiên đàng, mà loài vật cũng biết, họ biết hết. Dạ, sư phụ. Cho nên chúng ta phải cẩn thận những gì chúng ta đang làm. Dạ, sư phụ. Và vì tôi cho họ thu vật ăn, những con ma quỷ hung hăng xung quanh nơi tôi mới ở để bế quan. Chúng đến và quấy rối mấy chú khỉ. Chúng mắng họ và trừng phạt họ. Đó là lý do tôi rất tức giận, tôi đã đưa chúng xuống địa ngục. Dạ, sư phụ. Tôi nói các người không được làm vậy. Vì lý do gì chứ? Thì chú khỉ nói với tôi rằng những con quỷ hung hăng buộc tội đàn khỉ ăn cắp thức ăn của tôi. Đào bới trong khu vực của tôi nói không. Ta đã thông báo rằng bất cứ gì ta có trong khu vực của ta, các con đều có thể dùng. Tất cả loài vật đều có thể dùng, ta không cần. Ta không cần củ rễ, bất kỳ trái cây nào, bất cứ gì, và ta cũng cho các con trái cây. Và ta đã nói rồi, Thượng Đế ban cho các con, ta thậm chí không nhận công lao. Vậy nên các con không có trộm gì cả. Các con cứ quay lại và lấy bất cứ gì có đó. Nhưng họ nói, họ sợ rằng những con quỷ hung hăng cũng làm phiền tôi vì điều đó. Tôi nói, các con đừng lo, ta sẽ đuổi chúng đi khỏi đây. Chúng đã làm thế. Những hồn ma hung hăng, chúng thật xấu xa, và chúng rất không ôn hòa. Chúng luôn tìm cách gây rắc rối, bởi vì đó là công việc của chúng. Nếu chúng không gây phiền nhiễu trên thế giới, không gây chiến tranh hoặc xung đột giữa con người.
giữa loài vật thì sẽ không có hỗn loạn và không có chiến tranh, không ai sẽ chết hay đau khổ. Vậy thì chúng sẽ không có việc làm. Dạ, sư phụ. Chúng đến và nói với tôi, xin đừng vội kiến tạo hòa bình trên thế giới. Tôi nói, tại sao? Chúng nói với tôi vì sau đó chúng tôi không có việc để làm và không có gì để ăn cả. Tôi nói, tìm việc khác làm đi. Chúng nói không. Chúng nói rằng chúng được chỉ định làm việc đó và chúng chỉ có thể ăn xác người trong chiến tranh hoặc xung đột. Yeah, sư phụ. Với bạo lực. Tôi nói các người phải thay đổi. Các người phải theo ta. Thay đổi lối sống của các người, ta sẽ đưa các người lên thiên đàng. Và sau đó các người sẽ sống trong an bình và phẩm giá. Các người không cần phải làm những điều xấu xa và bạo lực này chỉ để sinh tồn và chỉ để ăn thôi. Một số chúng nghe theo. Một số quỳ trước cửa nhà tôi và sám hối. Cho nên chúng có thể đi. Nhưng hầu hết chúng đều sợ ma vương. Dạ, sư phụ. Sợ sếp. Nên chúng không dám theo tôi và không dám làm bất cứ gì. Sau đó, một số khác gây rắc rối cho mấy chú khỉ. Tôi nói, các ngươi làm gì vậy? Tại sao các ngươi quấy rối mấy chú khỉ? Tôi nói, tại sao vậy? Họ không ăn đồ của các ngươi, họ ăn đồ của ta, Thượng Đế ban cho ta để cho họ. Thế tại sao các ngươi lại trừng phạt họ? Làm họ sợ hãi tới nỗi không dám đến nhiều ngày liền. Nên hồn ma hung hăng nói với tôi. Vì ma vương lo rằng, nếu ngài cho khỉ ăn, khỉ sẽ thương ngài và không thương ma vương. Ta nói, trời ơi, các người không thể ép buộc bất kỳ chúng sinh nào thương ta cả, họ muốn thương ai họ thương chứ. Các người không thể ép con người thương bất cứ ai vì bất kỳ lý do nào hết. Tình thương là tự do, tình thương có tự nhiên. Nhưng rồi chúng vẫn tiếp tục quấy rối mấy chú khỉ, nên ta yêu cầu các thiên đế đài chúng xuống địa ngục. Tôi nói bất cứ ai sám hối có thể lên thiên đàng. Tối thiểu đặt chúng ở đẳng cấp thứ tư và chờ đó để thanh lọc, để tẩy chúng. Và giáo chủ đẳng cấp thứ tư đã cho tôi đặc quyền để đưa chúng lên đó. Tôi đã hỏi trước, bởi vì chúng không thể đến cõi tâm linh mới ngay lập tức. Cho nên tôi nói với mấy chú khỉ, các con cứ đến ăn bất cứ gì ta cho các con, vì đó là Thượng Đế ban tặng. Thỉnh thoảng họ không đến. Tôi để đồ ăn ở đó, nhưng họ nhìn, họ ăn một chút, rồi họ rời đi. Tôi hỏi họ, tại sao vậy? Các con, sao các con không ăn thức ăn có khi còn tươi? Tại sao các con chỉ lại một ít ở đây? Họ nói rằng để dành cho ngày mai, lỡ như không tìm được thức ăn ở nơi nào khác, thì chúng con sẽ đến và có chút đồ dự trữ thức ăn. Để tốt tốt lần sau ta sẽ cho nhiều hơn. Để các con không phải lo lắng không có đủ thức ăn. Cứ ăn thêm đi. Và rồi họ vẫn không ăn thêm. Nên tôi nói, tại sao vậy? Họ nói với tôi, ồ, thức ăn ngài ban rất quý giá, nên chúng con chỉ nên ăn tiết kiệm. Các chú khỉ, họ hiểu hết, họ biết hết. Chúng ta thật sự bị nhìn thấu, đáng sợ thật. Thưa sư phụ, những hồn ma hung hăng này là ai? Đây là những người đã bán linh hồn cho quỷ. Vì một số hoàn cảnh, vì bị ép buộc làm điều đó. Giống như ở thế giới chúng ta, đôi khi một số băng đảng tội phạm, chúng có một số mưu mẹo. Chúng ép người ta vào cái thế phải làm chuyện gì đó với chúng. Có lẽ chỉ vì người ta thiếu tiền và ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, nên họ phải làm việc với nhóm tội phạm. Dạ, sư phụ. Và sau một thời gian, họ không muốn làm việc nữa, bởi vì ngay từ đầu họ đã không muốn trở thành tội phạm, nhưng họ không thể thoát ra. Bởi vì băng đảng tội phạm sẽ trả thù họ, hoặc trả thù gia đình họ, và vì lý do đó họ phải tiếp tục. Giống với những thực thể hung hăng này, chúng như là cấp chỉ huy quân đội hoặc địa vị tương tự, có địa vị gì đó mà ra lệnh cho người ta đi ra, chiến đấu với người khác, đánh nhau, hoặc có tính khí nóng nảy. Những người có tính khí nóng nảy đôi khi bị những hồn ma hung hăng này lợi dụng, khiến họ trở nên tức giận hơn, và rồi ra ngoài đánh ấm hoặc giết chóc, và rồi ma quỷ hưởng lợi từ đó. Và vì linh hồn đó đã đi trên con đường như vậy rồi, họ không thể quay đầu. Vì vậy, họ đã trở thành bộ hạ của quỷ dữ. Hoặc người ta chỉ cần đồng ý làm một chuyện gì đó để trở nên phát đạt hơn. Rồi họ dần dần không thể thoát ra được nữa. Những hồn ma này trao đổi sự hiểu biết rõ hơn của chúng để hưởng lợi trên sự đau khổ của người khác.
ví dụ như thế, hoặc gây chiến tranh để trục lợi. Và đó là cách mà chúng tiếp tục trở thành những hồn ma hung hăng và làm việc cho ma vương. Và sau một thời gian dài, chúng không thể thoát ra được nữa. Cho dù muốn thoát ra, chúng lại sợ. Thưa sư phụ, có bao nhiêu hồn ma hay thực thể hung hăng này tồn tại trong thế giới chúng ta? Hiện tại hàng triệu. Trời ơi! Và đó là lý do chúng ta luôn có chiến tranh và xung đột giữa các quốc gia, giữa mọi người, giữa các thành viên trong gia đình, giữa loài vật và giữa con người và loài vật. Tôi đã viết xuống ở đâu đó, con số bao nhiêu đã bị đày đi nơi khác, nhưng không biết nó nằm ở đâu. Để tôi xem có tìm thấy ở đâu đó trong nhật ký của tôi không. Dạ, sư phụ, cảm ơn sư phụ. Tôi sẽ đi lấy nhật ký để xem có bao nhiêu rồi. Hiện tại, cho đến hôm nay, hơn 90% đã bị đày xuống địa ngục. Tuyệt quá, dạ, sư phụ, cảm ơn sư phụ. Và một số đã được đưa lên thiên đàng đẳng cấp thứ tư. Chờ một chút. Tôi đã viết ở đâu đó, nhiều con số thực tế là bao nhiêu. Dạ, sư phụ. Nhưng tôi không tìm thấy. Vài ngày trước, mấy chú nhện đã nói với tôi, xin hãy vui lên. Lúc đó tôi cảm thấy buồn khi nghĩ về tình trạng của thế giới và những người bị bệnh vào lúc này. Và rồi họ đã nói với tôi, xin đừng buồn, xin hãy vui lên. Xin hãy tự tại và an toàn. Những hồn ma hung hăng đã trở về địa ngục rồi, 93%. Thiệt quá. Nên tôi nói cảm ơn mọi sự giúp đỡ, xin cảm ơn Thượng Đế. Cảm ơn Sư Phụ. Và đó là vào ngày thứ Năm, 26 tháng 3. Hay quá, cảm ơn Sư Phụ. Tôi có con số thực tế đâu đó là có bao nhiêu hồn ma này. Chúng rất hung dữ khi tôi mới đến, bởi vì chúng nghĩ đây là lãnh thổ của chúng và tôi không được phép ở đây. Và chú nhện nói với tôi, các hồn ma hung hăng thậm chí không muốn ngài ở đây, ngài phải cảnh giác, xin hãy thận trọng. Đó là lần đầu tiên chú đến, chú nhện đó. Nhưng chú nhện khác nói với tôi nhiều điều khác như đừng ở đây và những điều tương tự. Và những ngày khác, năm tháng khác, hay quá, không phải chú nhện này, mà những chú nhện khác. Dạ, hiểu thưa sư phụ. Chú nhện đang lưới ngay phía trước. Tôi có phòng tắm nhỏ, trước hang động. Dạ, sư phụ. Và tôi dự định ở đó, trong kỳ bế quan ngắn của mình, vì nó thuận tiện. Có một phòng nhỏ phía trước. Phía trước phòng tắm. Dạ, sư phụ. Rất nhỏ, nhưng có hai phòng. Một phòng bên trong là phòng tắm, phòng bên ngoài trống. Diện tích khoảng 1 mét vuông, nhưng tôi nghĩ vậy là đủ cho tôi rồi. Tôi chỉ cần thiền. Và rồi họ đến và kéo lưới nhện ngay trước nhà tôi. Tôi không vào được. Tôi nói với họ, tại sao các con lại làm vậy? Ta phải vào trong. Nếu không, xin đừng ở đây. Không tốt cho ngài. Vân vân. Yeah, sư phụ. Trên thế giới, chúng ta có tổng cộng 11.121.341 hồn ma hung hăng. Ôi, chào ơi. Đó là vào thứ Tư, ngày 11 tháng 3. Cho đến bây giờ, 151.326 linh hồn đã sám hối và đi lên đẳng cấp thứ Tư. Hay quá. Tới bây giờ, tôi chưa kiểm tra lại. Những linh hồn còn lại bị lôi xuống địa ngục với sếp của chúng để gặp sếp ở đó là ma vương. Những linh hồn đang tạm thời ở đẳng cấp thứ Tư sẽ được gột rửa, tẩy sạch và sau đó đi đến vùng đất tâm linh mới vào thời điểm nào đó sau này. Tuyệt quá, cảm ơn sư phụ. Ta đã viết rất nhiều điều ở đây, nhưng không nằm trong câu hỏi của quý vị nên thôi được rồi, còn gì nữa không? Quý vị hài lòng chưa? Dạ, hài lòng thế sư phụ. Thật mà là tôi tìm thấy vị chú này. Tôi thậm chí không biết khi nào, ở đâu, nếu như có thể tìm thấy trong nhật ký của tôi, bởi vì tôi đã viết rất nhiều thứ. Nhìn này, rất nhiều. Mỗi ngày. Dạ, sư phụ. Sư phụ khám phá ra những hồn ma hung hăng đó như thế nào? Làm sao tôi phát hiện ra chúng? Dạ, vì chúng gây rắc rối. Và sau đó, chúng mạo danh Thượng Đế và Minh Sư Tối Thượng hoặc Thiên Đế Bảo Hộ Nguyên Thủy để nói với tôi mấy điều và tôi nghĩ không đúng. Tôi chỉ nói rằng điều nhà ngươi nói với ta là không đúng. Ngươi là ai? Hãy xưng danh tánh đi. Dạ, sư phụ. Ý tôi là danh tánh thật. Chức danh của ngươi là gì? Tên ngươi là gì? Ngươi từ đâu đến? Ngươi không phải là Thiên Đế Bảo Hộ Asku. Ngươi không phải Minh Sư Tối Thượng. Ngươi là ai? Bây giờ ngươi phải thề, phải cho ta biết sự thật.
Nếu không, ngươi sẽ bị tiêu diệt và sự tồn tại của ngươi sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn. Cho nên chúng phải cho ta biết sự thật. Chúng nói, chúng tôi là những hồn ma ông hôn. Ta nói, các ngươi làm gì đây? Tại sao các ngươi làm điều này? Chúng nói, chúng tôi phải quấy nhiễu Ngài vì Ngài đang cố hết sức để tạo hòa bình trên thế giới. Và nếu Ngài làm điều đó, chúng tôi không còn việc làm nữa. Tôi nói, có rất nhiều việc để làm. Nếu các ngươi theo ta sẽ giao các công việc tốt hơn, thế cao thượng hơn. Nhưng chỉ một số nghe theo, như tôi đã nói với quý vị, 151.326. Đại sám hối. Dạ, sư phụ, nhưng đó không là bao so với con số 11 triệu, quý vị hiểu không? Dạ, và bao nhiêu đã bị đày xuống địa ngục, tôi quên rồi, tôi đã viết ở đâu đó. Thôi, không sao, biết không, cho đến nay là 93% nha. Dạ, sư phụ, cho nên con số còn lại bây giờ rất ít, nhưng họ vẫn có thể gây rắc rối cho tôi từ xa. Không phải như tôi đuổi chúng đi khỏi nơi tôi sống, thì chúng sẽ để yên, không, chúng có thể làm việc từ xa. Thường thì tôi biết có nhiều ma quỷ và linh hồn xung quanh. Nhưng tôi không hề nghĩ những hồn ma hung hăng này là những kẻ gây ra chiến tranh. Bây giờ vì bộ máy khống chế đã bị đập tan, nên rất nhiều người đã thức tỉnh hơn. Dạ, sư phụ. Và họ đã ý thức lại trí huệ và hiểu biết nguyên thủy của họ. Cho nên bây giờ chúng ta có ngày càng nhiều hòa bình hơn. Và tất nhiên bây giờ vì điều đó, chúng đến gây rắc rối cho tôi rất nhiều. Sếp của chúng cũng ra lệnh cho chúng phải làm vậy. Và chúng còn gửi rắn vào nhà tôi, chỗ của tôi và đủ thứ, và tạo từ trường không an bình, gửi cả rít và đủ các loài sâu bọ, đủ loại côn trùng vào nhà tôi, khiến tôi phải bận rộn đưa họ ra ngoài mỗi ngày. Giờ đã tốt hơn vì những chú nhện. Họ đang mạng nhện xung quanh để bảo vệ sự an bình của tôi. Đó là những gì họ nói. Tôi cảm ơn họ khôn xiết. Tôi đã cho họ thức ăn nhưng họ không ăn. Và sau khi làm xong họ đi mất rồi. Tôi không thấy họ đâu cả. Tôi cũng không muốn làm gì với những hồn ma này cả. Nếu chúng để tôi yên, tôi sẽ để chúng yên. Dạ, sư phụ. Nhưng nếu chúng tiếp tục gây rắc rối cho tôi, đặc biệt là gây đau khổ cho thế giới, cho con người và người thân động vật như vậy, thì tôi không thể dung thứ. Tôi nói với chúng, các người có lựa chọn, ba lựa chọn: xuống địa ngục, bị hủy diệt vĩnh viễn, hoặc đi theo ta. Rồi chỉ 100 mấy ngàn bạn đó đã theo tôi, như tôi đã đọc cho quý vị lúc nãy. Thưa sư phụ, những hồn ma hung hăng đã trên địa cầu rất lâu rồi, phải không ạ? Chúng đã luôn luôn ở đây. Và chúng cũng được sinh ra qua các năng lượng của con người và động vật mà có xu hướng chiến tranh và bạo lực và những thứ như thế. Nhưng rồi, ban đầu cũng chỉ là do ma vương khiến con người tức giận. Chúng cám dỗ con người. Chúng đã tạo ra hoàn cảnh lừa bịp họ, gài bẫy họ, hiểu không? Dạ, chúng con hiểu. Và rồi dần dần từ từ ngày càng nhiều người và thú vật tức giận và ngày càng có nhiều hồn ma hung hăng hơn sinh ra từ đó. Chào ôi, dạ, sư phụ. Giống như cái vòng lẩn quẩn. Dạ, sư phụ. Là như thế đó. Chuyện sẽ ra như vậy đó. Tất cả linh hồn đều vô tội. Cho đến khi họ tình cờ rơi vào thế giới này. Lấy ví dụ, những con bướm hay thiêu thân, những con sâu bọ, họ ở ngoài vườn. Nhưng đôi khi họ vô tình vào trong nhà và họ không thể thoát ra. Và nếu tôi là một chủ nhà ác, ví dụ vậy, thì tôi đập họ chết hoặc làm cho họ đau khổ. Nhưng giống như trong thế giới này, ma vương khống chế và hắn không nhân từ, nên hắn làm cho con người ngày càng lún sâu và rắc rối hơn, giống như chủ nhà ác. Họ sẽ gây rắc rối cho mấy con sâu bọ và bướm, hiểu không? Dạ, hiểu thưa sư phụ. Nhưng thay vì vậy, tôi là người đưa họ ra ngoài. Dạ. Họ vùng vẫy rất nhiều. Đôi khi tôi phải nói chuyện với họ một lúc lâu. Tôi nói, hãy tin ta, xuống thấp hơn để ta có thể bắt con và đưa con ra ngoài. Và cuối cùng họ làm vậy. Dạ, sư phụ. Họ đã làm vậy. Tương tự như những linh hồn. Họ đang rong chơi và rơi vào cái bẫy này. Hiểu tôi nói không? Dạ, hiểu thưa sư phụ. Giống như một số người dân, họ giăng lưới xung quanh. Và cá thường tự do, tự tại, bơi trong đại dương.
Nhìn tưởng tượng chỉ tấm lưới nhỏ như thế mà họ lại sa vào. Đại dương lớn như thế mà vẫn có thể rơi vào tấm lưới nhỏ đó. Và ngư dân kéo lưới lên và giết cá, làm cho cá đau khổ và thở thoi thóp trước khi chết và chặt họ thành từng mảnh. Tương tự, các linh hồn đều vô tội, họ tự do. Họ râm chơi khắp nơi trong toàn cõi vũ trụ. Nhưng chuyện là gã này, hắn đã tạo ra thế giới này, nó giống như một cái bẫy, giống như một cái lỗ, và rồi họ sa vào lưới, và sau đó họ bắt đầu vùng vẫy, và rồi vì vùng vẫy, họ tự làm mình tổn thương, họ lại chết đi, và họ phương hại lẫn nhau, và cứ thế mãi như một vòng tròn. Bây giờ quý vị hiểu rồi hay chưa? Dạ, sư phụ, cảm ơn sư phụ. Đó là lý do tôi rất thương xót cho con người và loài vật. Tôi muốn giúp họ vì tôi biết họ vô tội. Nơi đây không có gì cho họ cả. Chỉ là họ quá tin tưởng. Họ chỉ tình cờ đi vào đây. Và gã này hắn muốn bắt cái linh hồn giống như các cư dân đánh bắt cá. Chào ơi, dạ sư phụ. Tưởng tượng toàn cầu vũ trụ mênh mông rộng lớn như vậy mà vẫn có thể rơi vào đây, vào vùng đất này, vào thế giới này. Giống như đại dương bao la đến mức nào, đúng không? Dạ sư phụ. Đại dương mênh mông mà cá vẫn có thể sa vào tấm lưới nhỏ ở một góc nhỏ đâu đó, cho nên đó không phải là lỗi của cá. Quý vị hiểu những gì tôi nói chứ? Vì sa vào lưới nên họ đau khổ. Đối với cá thì chỉ vài giờ đau khổ, nhưng những thế giới lớn hơn như thế này, con người đau khổ biết bao năm, hoặc sau đó tái sinh nữa và lại đau khổ nữa nếu họ làm điều gì sai. Và có nhiều, rất nhiều cơ hội mà họ có thể phạm sai lầm, bởi vì ma vương đã tạo ra đủ thứ khiến con người phạm sai lầm để hắn có thể khống chế mãi mãi, hiểu không? Dạ hiểu thưa sư phụ. Để chúng có thể buộc tội họ làm sai và sau đó trừng phạt họ và khiến họ trở lại nữa, như được gọi là chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Dạ sư phụ. Và rồi cứ trở đi trở lại. Khi họ đến thế giới này trở lại, họ lại không thể làm đúng nữa, bởi vì họ đã quên làm thế nào là đúng. Họ sẽ trong cái bẫy khác và lại bị lừa, khiến họ không thể thoát ra. Họ thậm chí không thể nghĩ được điều đúng đắn. Đó là vấn đề. Và rồi mọi người khác đều giống vậy, nên họ học lẫn nhau và cứ làm sai hoài. Thậm chí không nói về tội phạm hoặc trộm cướp hoặc những kẻ sát nhân bên ngoài. Không, mọi người đang làm sai ở mức độ khác nhau. Cho dù quý vị không giết người khác, quý vị giết cá và động vật, và rồi quý vị vẫn bị trừng phạt và trở đi trở lại hoài để bị trừng phạt. Và sau đó họ sẽ làm những loài sai trái khác, bởi vì ở thế giới này quá dễ dàng để làm sai. Không phải như được rồi, có một cơ hội khác, trở lại làm người, rồi có thể làm đúng, không hề. Ma vương, quỷ dữ sẽ tìm mọi cách để quý vị lại không làm đúng nữa, bởi vì sẽ có các bẫy khác, tình huống khác phát sinh mà quý vị thậm chí không thể nghĩ đến. Quý vị chỉ lo sinh tồn. Thành ra cả thế giới đang làm sai. Hầu hết mọi người làm sai và không thể thoát ra được. Tôi cố gắng hết sức lý luận với họ và cho họ thấy logic và lý do. Đôi khi thật nản lòng, nhưng tôi không trách con người. Tôi không trách ai cả, ngay cả tội phạm tồi tệ nhất. Tôi biết họ chỉ bị lừa và mắc kẹt và có loại lưới của thế giới này. Chỉ là một cái lưới lớn hơn lưới bắt cá, thế thôi. Rồi, còn gì nữa không? Thưa sư phụ, thế còn 7% những linh hồn còn lại thông phần của họ ra sao ạ? Tôi không biết. Họ vẫn còn gây rắc rối không ạ? Tôi sẽ cố sắp xếp vậy nha. Dạ sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Tôi có rất nhiều việc khác để làm. Khi thời điểm đến, tôi sẽ kiếm cớ để lý luận với ma quỷ hoặc đại chúng trở lại địa ngục. Và chúng sẽ đó vĩnh viễn để mọi người sẽ có hòa bình. Nhưng tôi cần phải có lý do nào đó, hiểu không? Dạ hiểu sư phụ. Giống như họ đã làm phiền tôi, nên tôi có thể làm điều đó. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Không có gì còn gì nữa không? Thưa sư phụ, ngài có thể cho chúng con biết thêm về chú nhện. Chú nhện, ta đã nói với quý vị rồi, phải không? Dạ, chú nhện này là ai? Họ chỉ là một chúng sinh khác. Một dạng chúng sinh khác cũng giống như quý vị và tôi, chỉ là hình dáng khác. Họ có linh hồn và họ biết tất cả mọi thứ. Chúng ta đều biết tất cả mọi thứ, loài vật biết nhiều hơn chúng ta. Ý tôi là biết hơn người thường, bởi vì những người thường, họ được trang bị nhiều hơn với trí tuệ và loại thiết bị sinh tồn.
Giống như chúng ta có đôi bàn tay và rồi chúng ta có thể tạo ra mọi thứ. Và khi nó đẹp đẽ thì có lẽ hàng xóm muốn nó và rồi chúng ta không muốn cho họ thấy là tranh cãi nổ ra. Ví dụ vậy. Hoặc sự thù ghét nảy sinh năng lượng ghen tị nhiên nhóm và rồi sẽ nảy sinh thêm loại xung đột này giữa hàng xóm láng giềng và sau đó lan rộng hơn ngày càng nhiều loại năng lượng này tích lũy trên thế giới rồi trở thành chiến tranh và rồi giết động vật là nguyên nhân hàng đầu của chiến tranh và nạn đói, thảm họa và bệnh tật trên thế giới. Bởi vì loài vật, họ cũng có linh hồn, và khi họ chết, họ trước khi chết, họ đau khổ, họ than khóc, họ kêu gào với thiên đàng, theo cách riêng của họ, theo cách thầm lặng của họ, và thiên đàng không thể làm ngơ lời thỉnh cầu của họ. Mặc dù con người là cao đẳng nhất, nhưng nếu chúng ta không cư xử như tốt nhất, thì nghiệp chướng vẫn phải trừng phạt chúng ta, và sau đó chúng ta sẽ bị trừng phạt bởi quỷ dữ, không phải bởi Thượng Đế. Mà bởi ác quỷ. Thưa sư phụ, đã có hiệu quả nào về lời cầu nguyện cho thế giới thần chay kể từ khi chúng ta bắt đầu chưa? À, hiệu quả phần nào tất nhiên rồi. Trong thời gian ngắn ngủi như thế phải không? Chỉ mới thời gian ngắn thôi, do thưa sư phụ. Vì nghiệp chướng quá nhiều. Chúng ta chỉ mới cầu nguyện vài ngày. Ta thậm chí không dám yêu cầu họ cầu nguyện mỗi ngày, bởi vì không biết họ có làm được không. Chỉ tuần một lần, nửa giờ, mà không biết họ có làm được trọn nửa giờ không nữa. Dạ, sư cô. Điều này chỉ dành cho họ, ít nhất là để nhắc nhở họ làm người tốt và nghĩ đến chúng sinh khác và cầu nguyện. Tối thiểu là như thế, có lẽ họ sẽ được tẩy rửa và họ có thể được thức tỉnh. Họ có thể suy nghĩ nhiều hơn, vì nếu không, mọi người quá bận rộn, họ tiếp tục bận rộn. Vì vậy mà họ thậm chí không thể nghĩ về bất cứ gì ngoài trừ thức ăn, thức uống và quần áo, việc làm và sinh tồn. Cho nên nửa tiếng này có lẽ khiến họ có đôi chút thời gian để nghiền ngẫm, để suy nghĩ, có thể giúp ích. Không phải chỉ cầu nguyện thôi, họ phải thức tỉnh và thành tâm sám hối. Quý vị muốn phép lạ à? Đức Phật nói rằng nghiệp chướng của chúng sinh trong cõi ta bà này, nếu có thể nhìn thấy thì cả bầu trời cũng không chứa hết, không chứa nổi nghiệp chướng của tất cả chúng sinh trong cõi ta bà này. Cho nên mới có vài ngày với nửa giờ cầu nguyện, đừng mong kết quả nhanh chóng. Dạ, sư phụ. Dù họ có cầu nguyện hay không, tôi không thể khống chế họ. Đây chỉ là ý chí tự do của họ, họ muốn làm hay không. Thậm chí họ tin hay không là tùy họ. Tôi chỉ cố gắng mọi cách có thể. Thưa sư phụ, Ngài đã đề cập trong thông điệp mới nhất gửi chính phủ và các nhà lãnh đạo thế giới rằng Thượng Đế đã yêu cầu Ngài viết thư này gửi đến họ để nói với họ thông điệp này. Có lý do gì không ạ? Điều này có giống như một tối hậu thư, lời cảnh báo cuối cho con người không ạ? Là một cách kéo dài thời gian từ cái thiên đàng yêu quý, hiểu không? Tuyệt quá, cảm ơn sư phụ, cảm ơn thiên đàng. Tất nhiên rồi, Thượng Đế và thiên đàng cũng không muốn trừng phạt con người. Dạ, sư phụ. Bởi vì tôi đã nói với Thượng Đế và Thiên Đàng không phải là lỗi của con người, cũng giống như không phải là lỗi của cá khi sa vào lưới, và sau đó phương hại lẫn nhau trong lưới vì không gian chật hẹp. Họ cũng phương hại nhau trong lưới vì vây cá của họ, với hàm răng sắc nhọn và đủ mọi thứ. Họ phương hại nhau trong lưới vùng quẩy và cùng suy kiệt trong đó và phương hại lẫn nhau. Cho nên đó không phải là lỗi của cá. Chỉ là họ rơi vào bẫy. Giống như chúng ta rơi vào thế giới này và rồi, bởi vì điều này, điều nọ, chúng ta xung đột với nhau vì quyền lợi. Bởi vì nhân tiện, chúng ta chỉ giao tiếp với nhau và rồi phương hại lẫn nhau, chỉ do hoàn cảnh. Hiểu ý được không? Dạ đúng, dạ hiểu, sư phụ. Thành ra ta bảo các thiên đàng, quý vị phải khoan dung, phải kiên nhẫn, quý vị phải làm gì đó để giúp tôi đánh thức họ dậy, chứ không chỉ trừng phạt và hủy diệt họ mà thôi.
Dạ hiểu thưa sư phụ, cảm ơn sư phụ rất nhiều và các thiên đàng cho phép chúng ta có thêm thời gian để thế giới có thể thay đổi. Xin cảm ơn Ngài vô vàng. Đó không phải là tối hậu thư hay gì cả, chỉ là thiên đàng luôn cho chúng ta cơ hội. Tôi luôn hỏi thiên đàng, xin hãy dừng tất cả việc giết chóc này lại, làm ơn, vì tôi không chịu nổi bất cứ khi nào tôi thấy động vật chịu đau đớn và các video, tôi hét lên, tôi gào khóc. Tôi đã rất giận, quá giận và rất đau khổ. Ngay bây giờ, con người đang sợ hãi virus. Và rồi họ ở nhà lắng nghe chính phủ. Ở nhà có lợi ích cho họ không? Và họ có nhiều cơ hội hơn để suy ngẫm về hành động của họ. Và không nền kinh tế thế giới bị khựng lại. Điều này có ảnh hưởng đến phong trào thuần chay trên thế giới không ạ? Tôi thật sự không biết mọi người đang nghĩ gì trong tâm trí của họ. Tất nhiên rồi, về mặt thể chất ở nhà tốt hơn cho họ. Dạ, họ sẽ bình phục nếu họ bị nhiễm bệnh nhẹ và uống thuốc. Thứ nhất. Thứ hai, khi họ nghỉ ngơi ở nhà, họ cũng có chút thời gian để phục hồi. Dạ vâng, nghỉ ngơi cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng điều đó không lợi ích cho nền kinh tế chút nào cả, quý vị cũng có thể thấy mà. Tất cả các cửa tiệm đều đóng cửa và tất cả các doanh nghiệp lớn không hoạt động. Chúng ta mất hàng nghìn tỷ mỹ kim rồi. Và số người chết nhiều hơn những gì họ nói trên Internet hoặc bất cứ gì quý vị đã biết. Hàng triệu người chết. Việc có truyền hình vô thượng sư có cho chúng ta thêm thời gian không ạ? Chúng ta có thêm được chút thời gian, tất nhiên rồi, tôi đã nói điều đó trước đây, ở Pháp rồi, và có thể tiếp tục thêm một thời gian nữa. Quý vị có thể thấy, trong khoảng thời gian giữa truyền hình vô thượng sư cũ cho tới truyền hình vô thượng sư mới, trong khoảng giữa thời gian đó, thế giới hỗn loạn nhiều hơn. Nhiều chiến tranh và những thứ như vậy. Và sau khi chúng ta bắt đầu truyền hình vô thượng sư trở lại thì có thêm hòa bình. Nhưng quá chậm, không như tôi mong muốn. Tất nhiên, chúng ta chỉ là một nhóm nhỏ. Chúng ta làm hết sức mình để cân bằng từ trường xấu trong thế giới này, để giúp hết sức mình. Nếu cả thế giới thức tỉnh thì sẽ tốt hơn. Cũng giống như, nếu quý vị không bị bệnh thì tốt hơn khi quý vị đã bị bệnh rồi. Các bác sĩ cố gắng hết sức để giúp quý vị. Các bác sĩ và y tá, họ cố gắng hết sức để giúp quý vị, nhưng nếu quý vị không bị bệnh gì cả thì tốt hơn. Thế giới bị bệnh và chúng ta đang nỗ lực hết mình với bất cứ phương thuốc nào mình có. Hiểu không? Dạ hiểu sao? Giống như bình thường nếu không có quá nhiều người bệnh thì bệnh viện có thể xoay sở. Gần đây, COVID-19 khiến cho nhiều bệnh viện quá tải. Họ tiếp tục xây thêm bệnh viện. Quý vị biết điều đó phải không? Bên cạnh, chỉ là một bệnh viện giả chiến để họ có thể chứa những bệnh nhân này. Vì bệnh viện không còn phòng nữa. Và thậm chí không được trang bị đầy đủ thiết bị và nhân lực. Thậm chí một số bác sĩ đã chết. Một số y tá nhiễm bệnh và cũng chết. Tôi thành thật thương tiếc cho những nhân viên y tế. Các bác sĩ, y tá này, họ đang ở tiền tuyến để chống lại dịch bệnh này. Và tôi cầu nguyện cho họ. Họ là những anh hùng thầm lặng. Họ đang làm công việc của họ, tất nhiên rồi, nhưng trong thời gian này, trong trường hợp này, rất nguy hiểm cho họ. Và họ cũng không thể có đủ thuốc để giải quyết loại virus này. Virus mới phải không? Virus này mới và nó kiểu như biến đổi. Hoặc tương tự như vậy, nó biến đổi. Nó biến đổi cấu trúc. Đột biến, đúng lắm rồi, nó đột biến. Và biến đổi chủng virus của nó thành đa dạng. Nên rất khó khăn cho các bác sĩ biết được phải làm gì. Do đó, nhiều người chết. Theo một số nguồn tin không chính thức, hàng triệu người đã chết. Quý vị cũng có thể hình dung mà, cũng không khó tin lắm.
Bởi vì cũng có một số người ở những nơi xa xôi họ chết, mà thậm chí không biết tại sao. Họ không có thời gian đi khám bác sĩ hay suy nghĩ, họ chết nhanh chóng. Bởi vì trong những trường hợp này, phổi của quý vị bị thiếu không khí. Bây giờ quý vị cảm thấy như bị ngạt nước, quý vị không thở được nữa và chỉ chết như thế. Cứu không kịp nữa, không có thời gian để chữa trị. Chỉ những người có triệu chứng nhẹ hơn và mới nhiễm bệnh thì mới có thể sống sót. Cho đến nay không có cách chữa trị, đúng không? Dạ, vẫn chưa, thưa sư phụ. À, tôi nghĩ vậy. Tôi cảm thấy rất, rất buồn. Tôi cảm thấy đôi khi, trời ơi, sao họ không lắng nghe lương tâm của chính họ. Nhưng một lần nữa, tôi không thể đổ lỗi cho con người vì họ đã bị đầu độc từ lâu lắm rồi, hàng ngàn năm rồi, bởi từ trường xấu của thế giới này, bởi ảnh hưởng xấu của ma quỷ. Cho nên giờ đây, họ chỉ biết phấn đấu để sinh tồn mà thôi. Rất khó cho họ hiểu ra sự thật. Nếu không nhờ chúng ta, truyền hình vô thành sư, là các đệ tử tốt, đạo đức, cầu nguyện, thiền, thì bầu từ trường đã hoàn toàn tăm tối rồi. Thế giới của chúng ta đã bị diệt vong từ lâu rồi. Và nếu không nhờ sự hy sinh tự nguyện của loài vật, cây cối và các chúng sinh khác để thế mạng cho con người, thì còn nhiều mạng người hơn nữa đã mất đi rồi. More humans' life would have been lost. Understand? Yes, master. Nhiều hơn những gì quý vị nghĩ bây giờ, nhiều hơn những gì họ báo cáo vào lúc này, nhiều thảm họa có thể đã giáng xuống nhân loại, nhiều rắc rối hơn, nhiều chết chóc hơn. Nhưng chúng ta thấy có chút ánh sáng le lói ở cuối đường hầm rồi. Như bây giờ, nhiều nhà lãnh đạo đang hòa giải với nhau, quý vị có thấy không? Dạ có, thưa sư phụ. Chỉ là chúng ta muốn hòa bình hơn cho loài vật, rồi chúng ta sẽ ổn. Qua virus COVID-19 này, mọi người đang nhận ra là virus này đến từ việc ăn động vật hoang dã và buôn bán động vật hoang dã. Vì vậy, Trung Quốc đã cấm ăn hoặc buôn bán động vật hoang dã. Và sau đó, các nước khác cũng đã nhận ra điều này. Rồi trước tiên, họ sẽ cấm tiêu thụ động vật hoang dã. Hy vọng họ sẽ hiểu sự liên kết giữa không chỉ động vật hoang dã, mà cả động vật, việc ăn thịt động vật khác. Và giới trẻ hiện giờ thức tỉnh hơn về điều này. Và chỉ trong vài năm qua, các chọn lựa thuần chay đã tăng gấp bội. Ở mỗi quốc gia, chúng ta thông tin mọi người có thể mua các mặt hàng thuần chay, sản phẩm thuần chay, và đặc biệt là giới trẻ đang thức tỉnh. Họ đang áp dụng lối dinh dưỡng thuần chay, nhưng đồng thời họ biết biến đổi khí hậu, mức độ nghiêm trọng của nó, cho nên họ đang hành động, chỉ là không đủ nhanh. Nhưng họ thực sự thức tỉnh. Nếu chúng ta kéo dài được thêm chút thời gian cho họ nhận ra, con nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể nhìn thấy tia sáng cuối đường hầm. Nhưng điều này tốt, dù còn quá chậm và con số quá nhỏ, nhưng điều này tốt, nếu không chúng ta đã tiêu tùng rồi. Thế giới đã không còn nếu xu hướng ăn thuần chay và làm nhân từ đã không gia tăng. Cho đến nay, đến mức độ này, thế giới đã không được cân bằng đủ để tiếp tục tồn tại. Chúng ta vẫn tồn tại, có điều không hoàn hảo. Thành ra chúng ta vẫn còn có thiên tai, bệnh tật và cháy rừng ở khắp mọi nơi. Quý vị nhìn vào bản đồ từ không gian, từ vệ tinh. Có vẻ như mọi điểm trên thế giới có cháy rừng ở đâu đó. Bởi vì ngày nay, với truyền thông và Internet, rất nhiều người trẻ hoặc người già biết đến dinh dưỡng thuần chay và biến đổi khí hậu trên thế giới. Vì vậy, họ nghĩ tới điều đó và họ thay đổi. Nhưng số lượng chưa đủ. Tôi hy vọng lần này họ sẽ thức tỉnh. Dịch bệnh COVID-19 sẽ đánh thức họ nhiều hơn nữa. Chúng con hy vọng vậy, thưa sư phụ, tôi cũng hy vọng vậy. Cảm ơn quý vị. Chúng ta cầu nguyện cho điều đó. Tuy là chuyện buồn, nhưng đôi khi cần một số biện pháp mạnh để đánh thức mọi người. Do đó, thiên đàng vẫn chỉ đang cảnh báo thôi. Tôi không biết thiên đàng sẽ kiên nhẫn bao lâu, bởi vì con người vẫn tiếp tục giết động vật và tra tấn họ, khiến họ đau khổ quá nhiều.
ở khắp mọi nơi, chỉ để ăn. Tôi không biết do hồn ma hung hăng xấu xa hay là do con người chúng ta cũng không tốt nữa. Những hồn ma hung hăng, quỷ dữ, chúng gây ra chiến tranh, gây ra xung đột, để con người chết trong chiến tranh, trong xung đột, trong chiến đấu, để chúng có thể ăn xác chết của những người này. Và chúng ta đang giết động vật cũng chỉ để ăn. Đôi khi ta nói với chúng, xin hãy khoan dung với chúng tôi. Hãy khoan dung với những hồn ma hung hăng. Ta nói ta không muốn khắc nghiệt hay bất cứ gì với các ngươi, nhưng các ngươi phải thay đổi. Ta không thể tiếp tục cho phép các ngươi gây rắc rối, khiến cho con người mất cân bằng, khiến họ chiến đấu với nhau để các ngươi có thể hưởng lợi từ cái chết của họ. Tôi cũng không thích trừng phạt chúng hay ai cả. Chỉ là điều này phải được thực hiện một phần nào. Chỉ để xem thế giới có tốt hơn không, nếu không có chúng. Nhưng con người đã bị lập trình, bị khắc sâu quá rồi. Với các loại hành động này, hoặc ăn thịt động vật, nên rất khó để họ thay đổi. Rất khó khăn để họ thậm chí hiểu được tại sao họ phải thay đổi. Ngay cả khi đã bệnh đến thế này, cả thế giới lâm bệnh và bị cách ly, mà họ vẫn không mua đồ ăn thuần chay. Một số họ cứ mua đủ các thứ thịt. Quý vị có thể kiểm tra trên mạng. Có lẽ quý vị có thể thấy xem tôi nói đúng hay không. Dạ, chúng con có thấy thế sao không? Một số nơi bây giờ người ta chọn ăn thuần chay ngày càng nhiều hơn, nhưng số lượng không nhiều, không đủ nhanh. Vấn đề là họ phải nhận ra rằng thịt, thứ họ bỏ vào miệng là dơ, bẩn thỉu, vi trùng và đầy chất kháng sinh và đầy ác nghiệp nữa. Họ phải nhận ra rằng làm người là đỉnh cao của sáng tạo. Họ phải từ bi hơn, yêu thương hơn, tự thái hơn. Đó là điểm chính. Dạ, sư phụ. Nhưng biết làm gì đây? Tôi có một thân một mình. Và chúng ta là một nhóm nhỏ. Còn thế giới thật rộng lớn, giống như bệnh viện hiện giờ quá tải cho tất cả các bác sĩ, y tá, vì số lượng bệnh nhân. Vài ngày trước, riêng nước Ý thôi, gần 1.000 người chết, chỉ trong một ngày, trong 24 giờ. Và Tây Ban Nha cũng vậy, 700-800 người chỉ chết trong một ngày. Bất kể thời đại công nghệ của chúng ta tăng tiến chừng nào, và mọi góc đường đều có tiệm thuốc, hiệu thuốc, và tất cả những phát minh của y học hiện đại vẫn không cứu được họ. Và bây giờ thế giới bị cách ly mà vẫn không thức tỉnh. Không biết có bao nhiêu nhà lãnh đạo thậm chí nghe lá thư của tôi, và không biết có bao nhiêu nhà lãnh đạo tôn giáo thậm chí xem chương trình của chúng ta, bởi vì họ bận rộn làm những thứ khác và chỉ vẫn tiếp tục như thường lệ. Suy nghĩ của họ hướng ngoại, họ không hướng nội để biết nguyên nhân thật sự của vấn đề như COVID-19. Họ không thấy nguyên nhân thật sự của nó, họ chỉ nghĩ về y học và công nghệ hiện đại và đủ thứ như vậy. Họ chỉ chạy quanh giải pháp. Nên chúng ta chỉ biết làm hết sức mình. Dạ, sư phụ. Được rồi, còn câu hỏi nào khác không? Chúng con không còn câu hỏi nào nữa, thưa sư phụ. Tốt, được rồi, cảm ơn sư phụ. Đủ tốt rồi. Quý vị ổn chứ? Dạ, ổn thưa sư phụ. Dạ, chúng con rất an ổn, cảm ơn ngài. Thức ăn, quần áo, dạ, mọi thứ đều ổn thưa sư phụ, mọi thứ đều tốt hả? Dạ, cảm ơn sư phụ. Nhớ giữ cho nơi của vị khô ráo sạch sẽ và thoáng khí nha. Dạ, sư phụ. Hãy đảm bảo, ngay cả khi trời lạnh, quý vị phải ra ngoài tản bộ hay gì đó. Dạ, thưa sư phụ. Đôi khi đi bộ một mình cũng chán, vì vậy tôi không biết phải làm gì. Có lẽ cứ nhảy tại chỗ cũng tốt. Dạ, sư phụ. Dậm chân tại chỗ, hít đất,
để quý vị khỏe mạnh, chống lại được ảnh hưởng của virus. Dạ, sư phụ. Bởi vì nó trong không khí. Dù quý vị không gần người bệnh, virus cũng ở trong không khí. Dạ, sư phụ. Và đôi khi chúng ta ra ngoài mua sắm, mọi thứ quý vị mang về nhà, ngay cả như rau sống. Quý vị phải tráng nước sôi lên rau trước khi ăn. Trái cây này nọ cũng vậy, quý vị phải rửa thật sạch. Nó nhà bếp ngâm nước muối 5 phút. Trái cây rồi sau đó rửa lại và ăn. Nếu quý vị muốn chắc chắn thì cứ đổ nước nóng lên, ý tao nói nước sôi. Dạ, sư phụ. Bảo họ dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ. Và khi họ đến, họ phải vệ sinh bản thân như thế. Dạ, sư phụ, ta đã nói với quý vị rồi. Và đừng sờ tay lên mặt. Hiểu không? Nếu quý vị ngứa hay gì đó, nếu quý vị đi ra ngoài và cảm thấy ngứa thì dùng mặt trong của miếng vải hoặc khăn giấy để gãi ngứa, đừng dùng ngón tay. Dạ, sư phụ, dùng vải sạch hay gì đó hoặc quần áo của quý vị, mặt trong của quần áo để gãi chỗ ngứa. Đừng chạm tay vào chỗ ngứa vì tay của quý vị đã chạm vào mọi thứ khác rồi. Ngay cả khi quý vị đeo găng tay, nhưng găng tay cũng chạm vào gì đó. Đeo găng tay chỉ để trước khi quý vị vào trong xe, quý vị bước đi. Và dùng dung dịch giấm để lau quần áo nếu quý vị phải đi ra ngoài. Chỉ lúc này thôi. Cảm ơn sư phụ. Chỉ là nghiệp của loài người khiến mọi thứ liên tục thay đổi. Chỉ cần một vài người không lắng nghe và gây rối, thì thế giới tiếp tục đi theo mô hình đó, theo mô hình xấu. Rất khó, chúng ta đang chiến đấu. Bởi vì bây giờ Ma Vương, dù hắn bị nhốt ở địa ngục, nhưng một số thuộc hạ của hắn vẫn còn ở đây. Thế giới này đầy rẫy ma quỷ và linh hồn xấu. Chỉ là quý vị không thấy thôi. Chúng đi khắp nơi cám dỗ mọi người, dụ dỗ mọi người làm điều xấu, để chúng hưởng lợi, để chúng có thể khống chế thế giới này. Chúng không muốn buông tay. Chúng không muốn để các linh hồn tự do. Chúng muốn các linh hồn tiếp tục vòng luân hồi mãi mãi, để luôn có người cho chúng khống chế, chiếm hữu. Chiếm hữu địa phận. Giống như lưới đánh cá, họ giăng ra để cá sa vào trong lưới và rồi họ giữ cá, rồi làm tổn thương cá, và họ ăn cá, họ tra tấn cá và đủ thứ. Giống như người ta xích tất cả bò trong khu vực của họ, họ giam cầm bò trong đó, rồi họ muốn làm gì với bò thì làm. Và làm cho bò sinh thêm bê con, nhiều bê con để họ có thể kiểm soát nhiều hơn, ăn nhiều hơn, giết nhiều hơn, tra tấn nhiều hơn. Điều đó cũng giống như quỷ dữ thôi, những gì con người đang làm với động vật, đó là bản sao của đường lối ác quỷ. Quý vị hiểu không? Dạ hiểu thưa sư phụ. Cho nên nếu con người không thức tỉnh và không thoát ra khỏi đó, thì họ sẽ tiếp tục như thế này mãi mãi. Thật ra trong khi trò chuyện, câu hỏi của quý vị cũng đã được trả lời rồi về chú nhện và mọi thứ. Loài nhện họ chỉ là một trong những chúng sanh. Tất cả chúng sanh trên tinh cầu này là những chúng sanh trong hình dáng khác nhau. Giống như voi, họ to lớn hơn và họ có cái mũi lớn hơn, mũi dài, chúng ta có mũi ngắn. Vậy thôi, họ đều là chúng sanh, cũng giống như rau. Có rất nhiều loại rau. Nhưng đều là rau cả, và chúng ta là chúng sanh, như loài người, loài vật, đều là chúng sanh. Họ có linh hồn, họ có trí thông minh, họ thông minh hơn nhiều người trong chúng ta. Họ có trực giác hơn, họ có tiêu chuẩn đạo đức hơn chúng ta, hơn nhiều người trong chúng ta. Và rồi chúng ta, bởi vì mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn, chúng ta được trang bị nhiều hơn với sức mạnh thể chất và mánh khóe, và rồi chúng ta khống chế họ. Chúng ta có thể làm bạn với họ, chúng ta có thể điều phục họ, nhưng chúng ta không thể giết và ăn họ. Chúng ta đâu muốn ai giết và ăn mình, đúng không? Dạ không, thưa sư phụ. Không muốn, nhưng thời xưa, có những người ăn thịt người. Quý vị cũng biết mà. Dạ sư phụ. Thậm chí mới mấy chục năm trước. Dạ. Và bây giờ chúng ta văn minh hơn một chút, nhưng chúng ta vẫn còn ăn thịt động vật. Có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ văn minh hơn. Và chúng ta không ăn thịt động vật, cũng như chúng ta không còn ăn thịt người. Và chúng ta bãi bỏ chế độ nô lệ động vật, cũng như bây giờ chúng ta bãi bỏ chế độ nô lệ con người.
Hãy hy vọng ngày đó sớm đến. Dạ, sư phụ. Chúng ta nỗ lực hết mình. Cảm ơn sư phụ. Chúng ta là ánh sáng trong bóng tối. Và càng nhiều ánh sáng càng tốt. Dạ, sư phụ. Và chúng ta đang cố gắng thắp lên thêm nhiều ánh sáng trên thế giới, để thế giới không hoàn toàn tối tăm. Chúng ta không thể thắp sáng toàn bộ thế giới, nhưng chúng ta đang cố gắng. Càng ngày càng nhiều ánh sáng hơn, quý vị thấy không? Dạ có, thưa sư phụ. Những người nghe truyền hình Vô Thượng Sư, họ thay đổi. Họ trở nên tốt hơn. Dạ, họ thay đổi. Họ cũng trở thành thuần chay vì vậy trong tương lai. Thế giới hoặc là tốt hơn hoặc kết thúc. Hai lựa chọn. Quý vị có sợ chết hay gì đó không? Dạ không, thưa sư phụ. Chúng con có ngại, thưa sư phụ, chúng con không sợ bất cứ điều gì. Tốt, dù sao đi nữa, không sớm thì muộn. Dạ, thưa sư phụ. Chỉ là tôi lo rằng, nếu mọi người không sám hối và ngày càng tạo thêm sát nghiệp giết hại động vật, hoặc làm hại trẻ em theo những cách khác nhau, hoặc hại con người theo những cách khác nhau, thì có thể thảm họa sẽ ra quá bất ngờ mà không ai chuẩn bị kịp. Ngay bây giờ, chỉ mới là cảnh báo thôi, chỉ là dấu hiệu cảnh báo. Nếu thiên đàng mà thực sự muốn hủy diệt chúng ta, thì chúng ta không có thời gian để suy nghĩ, không có thời gian để chuẩn bị cho bất cứ điều gì. Chỉ như vậy, virus Vũ Hán chỉ xuất hiện như vậy. COVID-19 chỉ xảy ra như vậy, thậm chí không ai chuẩn bị. Cả thế giới không có bất kỳ loại thuốc nào để chữa trị. Cho nên chỉ một số người sống sót về trường hợp nhẹ và rồi họ có thể sử dụng một số loại thuốc kháng sinh hay gì đó. Nhưng những trường hợp nghiêm trọng họ không qua khỏi bởi vì hiện tại không có cách chữa trị. Và đến lúc họ tìm ra cách chữa trị thì số người chết mỗi ngày một nhiều hơn. Hàng ngàn, hàng vạn. Dạ, sư phụ. Các báo cáo không phải là con số chính xác. Bởi vì nhiều vùng xa hẻo lánh không ai báo cáo thì gì cả, hoặc một số không muốn báo cáo bởi vì họ không muốn làm kinh động mọi người. Dạ hiểu, dạ vâng sư phụ. Thôi ha, cuộc trò chuyện này không mấy vui vẻ. Thưa sư phụ, cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài vì tất cả những gì ngài đang làm và sự hy sinh của ngài. Cảm ơn sư phụ. Tôi không coi đó là sự hy sinh. Tôi chỉ cảm thấy thương cho mấy chú chó của tôi. Về mặt nào đó, đây là sự hy sinh. Bởi vì tôi vẫn cần phải làm việc cho truyền hình Vô Thượng Sư. Tất cả chúng ta đều hy sinh. Dạ, sư phụ. Bởi vì đôi khi mệt mỏi, chúng ta muốn nghỉ ngơi, nhưng không thể vì thời gian cấp bách. Chúng ta phải tiếp tục làm việc. Đó cũng là một sự hy sinh. Và tôi nhớ mấy chú chó của tôi thương họ rất nhiều, nhưng cái giá là tôi không thể gặp họ. Tôi không thể gặp bất kỳ người nào và chú chó nào. Mấy chú khỉ chỉ là trường hợp ngoại lệ, vì họ chỉ đến thôi. Tôi không phải chăm sóc họ, tôi chỉ đặt một số trái cây và khoai tây, khoai lang và bắp bên ngoài mà họ thích. Và khi nào muốn ăn thì họ đến ăn. Tôi không thể làm ngơ, bởi vì tôi có đủ thức ăn để ăn, còn họ không có. Và lại họ đã đến nhà tôi, không phải nhà mà là bên ngoài. Nên tôi phải cho họ ăn. Được rồi, xem tôi có quên điều gì không? Tôi đang kiểm tra. Chà, có rất nhiều, nhưng... À, chú sóc. Quý vị đã hỏi tôi về chú sóc phải không? Trước đó. Dạ vâng, sư phụ. Tôi có kể quý vị rồi, nhưng không kể tất cả. Giờ tôi thấy rồi. Bởi vì một số chú sóc đã đến chỗ tôi, một trong các khu vực bế quan của tôi, và họ nói với tôi rằng người này người nọ không tốt cho tôi. Và rồi tôi quan sát, sau một thời gian thì đúng như vậy, nên họ chỉ cảnh báo tôi. Tránh xa một số kẻ gây rối. Dạ, sư phụ. Họ nói nếu người đó tiếp tục làm việc với ngài, thì giá trị của ngài sẽ bị giảm xuống. Chào ơi. Giá trị vũ trụ. Do đó, tất nhiên, sau khi người đó rời đi, tôi không đuổi người đó. Chỉ là tình cảnh khiến xảy ra như vậy.
Và sau đó chuyện tốt hơn, tươi sáng hơn. Tôi đã hết bệnh, bớt hoặc không còn sự nhục mạ. Ví dụ như thế. Dạ hiểu thưa sư phụ. Và sau đó người đó đáng lẽ quay trở lại, nhưng thiên đàng nói không, không, xin ngài đừng, xin đừng nhận nữa. Còn gì khác đây? Tôi có kể quý vị một số rồi. Kính chào sư phụ. À, trước đó ngài đề cập rằng ngài có viết một số điều trong nhật ký không liên quan đến những câu hỏi của chúng con. Ngài có thể chia sẻ thêm với chúng con được không ạ? Có quá nhiều. Con nghĩ bất cứ điều gì ngài chia sẻ sẽ lợi ích cho tất cả mọi người trên thế giới vào thời điểm này, thưa sư phụ. Tôi đã viết rất nhiều ở đây. Ví dụ như chú nhện đến nói với tôi rằng thật ra chú nói những từ chính xác như thế này: không tắt đèn, không đúng ngữ pháp như không tắt đèn, nói rất nhanh, không tắt đèn, rời khỏi ghế sofa, như vậy đó. Nên tôi cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì tôi đang thiền. Tôi không hề thấy con rắn, nhưng đột nhiên tôi tỉnh dậy và nghĩ tôi sẽ viết gì đó vào nhật ký. Dạ, sư phụ. Và rồi chú nhìn tôi chầm chầm, chú nhện. Và tôi nói chuyện gì nào? Và sau đó chú nói với tôi lần nữa. Có lẽ chú nói với tôi trong lúc thiền rồi, nhưng tôi không nghe thấy. Chú nói, con rắn sẽ làm hại ngài. Không tắt đèn, rời khỏi ghế sofa, con rắn sẽ làm hại ngài. Đó là những gì chú nói. Trước đó tôi đã có thông điệp nói rằng hãy cẩn thận, con rắn sẽ làm hại ngài. Nhưng tôi nghĩ nếu không đi vào vườn thì sẽ không sao. Cho nên chỉ đêm đó, khi con rắn đã vào trong nhà, và chú nhận lại cảnh báo tôi nữa, và tôi thấy con rắn, sau đó tôi biết, à, thì ra là vậy. Và cây cối cũng cảnh báo tôi nhiều lần như hãy cẩn thận, hoặc đi khỏi đây, đừng ở đây, một số người xấu đang đến, hoặc như thế, nguy hiểm, những điều như thế, nhiều lần. Nếu không, có lẽ tôi đã bị thiêu cháy trong rừng lúc nào đó rồi. Chúng con cảm ơn tất cả chúng sinh đã giúp ngài, thưa sư phụ. Tôi luôn cảm ơn họ. Đó là lý do tôi phải bảo vệ họ. Bởi vì họ không làm gì ngoài sự thiện lành và hy sinh cho con người. Và mấy chú chó của tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy thương vì sự hy sinh của họ, nhưng tôi nói với họ, chúng ta phải giúp đỡ tha nhân. Tôi nhớ họ rất nhiều, và tôi coi đó là một sự hy sinh. Dạ, sư phụ. Không phải điều to tát nào cả, chỉ vậy thôi. Tôi đã nói gì đó ở đây như không thể nào kể xiết. Tôi đã viết gì đó ở đây. Đôi khi khu rừng nơi tôi sống bị cháy và cây cối bảo tôi ra ngoài đúng lúc. Nếu không thì tôi đã đi mất rồi. Để tôi nhờ ai đó gọi lính cứu hỏa kịp thời. Dạ, sư phụ. Nếu không thì cả cánh rừng và khu vườn đã bị cháy, bởi vì chúng nối liền với nhau, khu vườn và cánh rừng. Và đôi khi tôi viết ở đây cái gì đó như cây cối cảnh báo tôi, thậm chí về các phóng viên xấu đang lén lút xung quanh, rằng tôi nên ở trong nhà thì sẽ không có tai tiếng, tin tức giả mạo gây thêm rắc rối cho sứ mệnh của tôi. Tôi chỉ đọc chỗ này chỗ kia nha. Dạ, sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Không thể nào kể xiết về sự bảo vệ từ các chú chó của tôi. Biện pháp bảo vệ và hy sinh đã giúp tôi. Chỗ này chỗ kia, mọi lúc. Nếu tôi lắng nghe, đôi khi tôi không nghe, đôi khi nghe thì đã muộn màng rồi vì tôi quá bận. Thế thì họ sẽ tự gánh lấy trọng trách bảo vệ tôi, với giá phải trả là sự thiệt hại cho họ.
Vì vậy họ bị bệnh và đủ thứ, đột nhiên ngã bệnh. Tôi rất xin lỗi về những biến cố này. Tôi mãi mãi biết ơn sự hiện diện và tình thương trung thành tuyệt đối của họ trong đời tôi. Thượng Đế ban phước cho họ mãi mãi. Họ sẽ ở cõi mới với tôi. Chắc chắn vậy, mãi mãi. Dạ, sư phụ. Dạ, sư phụ. Con rắn vào nhà, tôi không biết bằng cách nào bởi vì nó không phải là căn nhà. Thật ra nó giống như nhà kho, hiểu không? Dạ hiểu, sư phụ. Mua lại và tỉnh thoảng tôi ở đó bởi vì nó yên tĩnh. Những nơi khác thì nhiều người biết quá rồi. Dù họ không biết tôi ở đó, họ không đến. Nhưng từ trường sẽ được gửi đến. Và tôi không thể yên tĩnh lắm. Ở đây yên tĩnh hơn một chút. Dạ, sư phụ. Và nhiều thứ khác, ví dụ trong truyền thống nào đó. Họ nói quý vị không được nói lớn tiếng danh xưng Thượng Đế. Dạ, và danh xưng Thượng Đế chỉ được viết bằng các chữ cái. Dạ, sư phụ. Chỉ một số chữ cái chứ không phải trọn cả chữ, nhớ không? Dạ nhớ, sư phụ. Chúng con biết điều này ạ. Rồi, giống như chúng ta có năm hồng danh. Nhưng chúng ta không được phép niệm lớn tiếng. Dạ, sư phụ. Và có lẽ chúng ta chỉ viết chữ cái đầu tiên hoặc chữ cái thứ hai của các từ, hiểu không? Dạ, hiểu thì sư phụ. Đó là những gì họ làm. Có lẽ ngày nào đó tôi sẽ giải thích thêm về điều này. Tôi nghĩ quý vị biết mấy điều này rồi, không cần. Và một số quý vị hỏi tôi, vượt trên Eroscu là gì? Bên trên Eroscu là vũ trụ nguyên thủy vốn sẵn hiện hữu, không phải được sáng tạo. Eroscu là vũ trụ được sáng tạo, chỉ là vũ trụ thượng đẳng, hiểu không? Thế giới này cũng là thế giới được sáng tạo, nhưng đẳng cấp thấp và rắc rối. Bên trên Eroscu là vũ trụ nguyên thủy, không phải được sáng tạo. Các thiên đế vốn sẵn hiện hữu, không phải được sáng tạo. Họ tồn tại mãi mãi, ở đó mãi mãi. Bất sinh, bất diệt.